chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình đi ở Bung Chang lên Bung Riềng, mình chạy ra ngoài dài dài ra ngoài Bình Châu nha mọi người. Mình ở Xuyên Mộc nhưng mà mình không có đi ở Xuyên Mộc, mình đi hôm nay mình đi thử ở ngoài Bình Châu coi coi mặt có hay không. Thì lâu rồi mình cũng không đi, mấy bữa mình đi ở bên kia mình đi có một buổi rồi mình về mình không đi nữa. Rồi hôm nay mình đi thử ở đây coi đây có mặt không, để mình đi tiếp nha mọi người. Tại vì mấy ở bên Đồng Nai với bên căn cứ á, thì mặt nó cũng khô, bây giờ là ông ruồi không còn mặt ở bên đó, chỉ là có ông khoái ông tàn ông bự á, là có mới có mặt thôi. Nhưng mà mình cũng ít đi cái ông đó lắm, mình chuyên về đi ông ruồi. Nếu có để mình đi bữa nay ở đây coi có hay không, nó chắc là ngày mai ngày mốt mình đi qua bên bên Đồng Nai bên căn cứ mà đi bắt ông mặt nha mọi người. Rồi ông mặt thì ông tàn á, là kêu là cái ông khoái á, tổ ông to tổ ông bự á. Hôm nay mình đi có không, thì mình nếu mà có thì mình đi ở đây, còn không có nó ở đây mà không có mặt thì mình qua đó mình đi bắt ông mặt nha mọi người. Nếu có ông mặt thì mình sẽ quay cho anh em coi mình bắt ông mặt. Rồi anh em nào mà cần mua ông mặt á thì liên hệ tính cho mình nha. Nếu mà ông ruồi chưa có cái đó là mình nói với ông ruồi chưa có thì mình mới đi ông mặt thôi. Rồi cùng mình đi nha mọi người. Đây là cát biển nè mọi người, đây cái vực hơi sâu, bây giờ mình xuống cái vực này. Ây. Wow. Ui, dưới luôn, tới suối luôn. Đây có tổ nè anh em, đây có tổ nhỏ quá, tổ cũng nhỏ à. Tổ này nhỏ xíu à, mà để mình bắt ra coi có mặt không nha anh em. Tổ đầu tiên mà thấy nó bèo bèo quá. Thổi vô cho nó tí khói. Có mặt nè mà mọi người. Dính cái cây, cái cây nằm trên này. Ây da, rớt. Đây nè mọi người, này có cái con bướm này nó đẻ sâu nè mọi người. Nhiều khi mấy ổ già già là nó ưa có con sâu á, bướm này bướm sâu nè, khiêu nó ra nè, bướm sâu nè mọi người. Đây tổ nè, để mình vũ ra cho anh em coi nè nha. Mặt nó đẹp ghê nè, mà tổ này nó hơi nhỏ. Mặt này luôn. Tổ một xíu mà mặt đẹp ghê.
để mình cạo cái phấn này mình vô bọc luôn, chứ để nó mình đi nó chảy mặt ra ngoài nha mọi người. Cạo sạch cái phấn dưới nè, dưới nó có phấn này. Để nó lẫn vô trong mặt nó bị chua mặt. Đây một tổ ong tí hon, nhưng mà mặt rồi cũng đẹp nha, nhỏ xíu này về cho mấy đứa nhỏ ăn luôn. Đây có một tổ nè nè, tổ thứ hai. Có một tổ này, tổ này dòm thì cũng có mặt nè, mặt này cũng được nè. Ngon lắm này anh em ơi, mặt xuống tới dưới luôn á. Chó nó sủa dai quá. Cạo cái sạch phấn này nha anh em. Đã xong rồi nha mọi người. Vô bọc xong rồi nè, mình cạo phấn vô bọc xong rồi. Đây có một tổ nè anh em ơi. Đây. Tổ nằm trên nhất nhánh điều. Qua đây anh em dễ thấy hơn tí xíu. Đây tổ ong bắt ra nè mọi người, tổ dòm cũng được lắm nha mọi người, mặt đầy nhóc luôn nè mọi người, nhưng mà có cái là tổ hơi nhỏ. Mặt xuống tới dưới luôn nè mọi người. Mặt này ngon lắm nhưng mà thưa ông, ông ấy đâu hết luôn rồi. Tháng này tháng mưa nè, ông ấy chưa có về.
được 3 tổ nha mọi người. Này. Được 3 tổ. Là hôm nay cũng được 3 tổ rồi mọi người. Hôm nay cũng không khác gì hôm trước. Rồi, thôi mình đi về thôi. Bye bye, chào tạm biệt anh em nha. Hẹn anh em gặp clip sau gặp lại nha.